rồng bán rẻ hơn anh em nhá. Ui rồi ôi, quyền truyện thiên tứ lắc này 17 luôn anh em ạ. À. 17 luôn mới đăng nhỉ. Này mình cộng hưởng được ta. Cái cộng hưởng thứ anh nhá. Biết đâu nó lại thêm dòng 7 tốc độ nữa thì ngon. Đâu rồi. Cộng hưởng anh em nó có thể cộng hưởng ở NPC, cộng hưởng ở Noria anh em nhá. Đây, một món đồ chính thì bên trái, một món đồ phụ bên phải và cộng hưởng thôi. Ui. Ngon, lên ba ốp sườn luôn anh em này. 127 anh em nha, cái này vẫn giữ nguyên 10%. Tuyệt vời anh em ạ, cực kỳ tuyệt vời luôn. Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUS6.vn, ngày hôm nay tiếp tục tích lũy bóng nạp để ném búc anh em nhá. Đây mình có bao nhiêu búc đây? Mình sẽ đầu tư thêm khoảng vài búc GM nữa. Em mua được bao nhiêu nào? 1 2 3, mình sẽ mua thêm 3 búc GM nữa anh em nhá. Tổng búc mốc nạp cộng 3 búc GM hôm nay sẽ được gì? Đấy. Anh em xem video ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Bây giờ mình sẽ lên cái map mà swap đi, đầu tư map swap đi, vớt vát tí. À đây rồi, đây rồi, ngược Alan anh em ạ, ngược Alan. Cái map gọi Eberlan từ trước là mình hay ném vào cái vũng bùn này, đây này, rồi đây anh được đây, hay ngọt ngào lắm, hay ngọt ngào lắm. Tất cả EB nào, từ book GM trước nhá, ba book GM trước anh em ơi, ba book GM trước ra gì đây? Ra đây, ra đây, rồi, 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 rồi. Úi rồi, ôi, một viên sóc két anh em ạ, một viên sóc két rồi, toàn. Tổng cộng là 3 búc, 3 búc hết 900, 850k. Liệu có lời không anh em, phải ra hai viên cấp độ, may ra còn lời. Úi được, một viên hoàn hảo anh em ạ. Một viên hoàn hảo gần hòa vốn này. Bây giờ đập vào cái nhẫn nhẫn băng này đi anh em. Nhẫn băng đang còn thiếu ốp anh em nhé, khả năng mình đập thêm cái nhẫn băng này. Chưa có ốp nào, bây giờ cho nó một ốp luôn, 4 giảm sát thương. Ui, 4 HP anh em ạ. Ngon, dòng 4 HP là cũng được đấy nha. Cái này là 4 năm đúng không, cái này là 4 HP. Bây giờ kiếm được thêm cái dòng giảm sát thương nữa thì ngon. Búc thứ 3 nè. Ngọc hoàn hảo đây, hoàn hảo đây, ngon. Ngọc hoàn hảo luôn anh em nhá, đập tiếp phát nữa đi. Đã chơi và chơi cho chắc luôn. Đập tiếp phát nữa anh em ơi, giảm sát thương 4%. Ui rồi, ôi xịt anh em ạ. Hai viên anh em ơi. Đắng thế nhỉ? À, căng. Hai viên xịt được một viên thôi. Thế là ta gọi là vẫn cứ lỗ, lỗ nhẹ thôi, không phải ảnh hưởng gì anh em ạ. Không ảnh hưởng gì. Bây giờ tiếp tục đến cái book mốc nạp 5 phản hồi tấn công để lại, cái này là phôi đấy. Book tiếp theo là gì đây? Dây nữ thần này. 4 HP cũng ngon anh em nha. Hai cái ngon rồi. Hai cái có ốp ngon, 4 năm. Cứ 4 năm là ngon, giày nữ vương này. Ui, cũng được anh em nhá. Phôi đấy, 50k đấy anh em. 50k đấy không phải ít đâu. Găng hỏa thần. Cái này thì cùi, cái này thì đi đổi đá anh em, đồ shop anh em có thể đổi đá hoặc là bán lấy quy coin em nhá. Bán quy coin thì ở Noria có, anh em có thể đổi đá vào cái mục NPC này này. Đấy. Đó, anh em đổi đá đi. Đồ cùi anh em cứ đổi đá đi, không cần nhiều anh em ạ. Tiếp theo là cái vẫn là búc ui rồi ôi, vậy mắng xa cho mọi người anh em ạ. 20 ui, 20 cấp độ này tạm thôi, hơi cùi đúng không, này là cùi nhá, cất tạm vào đây đi. 1 2 3 4, được 4 món có thể sử dụng được. Đấy, không phải là VIP nhưng mà có thể sử dụng được. Tiếp theo là áo nữ vương à, 4 HP có thể sử dụng được anh em nhá. Càng đấy, mũ thần long này. 4 mana, 4 mana là anh em có thể vứt đi thôi, không cần nhiều. Đấy, vứt đi, thế là xong. Tiếp theo găng nữ, à quên, găng ma vương 4 HP cũng làm phôi luôn. Được đấy. Áo chi tôn này. Ui xồi, 5 phản hồi tấn công. Ra gì đây? Lại chi tôn anh em ạ. 4 HP cũng được, 2 ốp cũng được này. 44 luôn. Nãy giờ là được toàn đồ ok, 5 phản hồi tấn công quá ok luôn. 1 2 3 4 5, lại thêm 5 phôi ngon nữa anh em nhá, 5 phôi ngon nữa. Tiếp theo đi. Úi giời ơi, may mắn đấy cơ, 20 là có tiền đấy.
20 là có tiền anh em ạ. Úi ăn đẹp đấy, đang ngon đấy, vui đây quyền lực này. Úi giời, 4-5 anh em ạ. Thế mà mặt ông như bài ấy, cho cái đao. Hai bạn nhận lửa nha. 5 phản hồi tấn công. Đao này làm gì? Đao này cộng vào kiếm rồng à? Cộng hưởng vào kiếm rồng à? À, cậu hướng vào kiếm rồng rồi nha. Ra cái nhẫn gió đi. Nhẫn gió. Ui dây chuyền băng kìa. Bảy tốc anh em ạ. Đáng thế nhờ. Đen quá. Mắt này không ăn thua. Ui xồi ơi. Đánh đánh là như bài nhưng mà thằng này đen lắm. Má đụng thằng như bài là đen như cún luôn thật. Đang ném đẹp tự nhiên gặp thằng. Úc tiếp theo nha. Một cái dinh búp dinh bên cuối cùng ra cái nhẫn gió đấy. Dạ ui xong rồi cùi thế nhở, ba cái cùi anh em ạ, hơi nhọ đúng không. Theo là cái búp vũ khí rồng. Khí rồng thì mình không biết muốn ra gì, ra gậy rồng dễ bán anh em ấy. Mới nói gậy rồng là có gậy rồng anh em nhá, ra gậy rồng dễ bán. Ui số 2% tạm được, hay là tạm thôi, tiếp tục chờ gậy rồng ra cái gậy rồng đi. Rồng có giá hơn, ăn à, nó rồng anh em ạ. Ta nó rồng có giá hơn 2,20 luôn anh em. 2,20 ra nó rồng đi. Nó rồng bán dễ hơn anh em nhá. Ui rồi ôi, quyền thượng thiên tứ lắc này 17 luôn anh em ạ. 17 luôn mới đắng đi. Này mình cộng hưởng được ta. Cái cộng hưởng thứ anh nhá. Biết đâu nó được thêm dòng 7 tốc độ nữa thì ngon. Đâu rồi. Cộng hưởng anh em nó có thể cộng hưởng ở NPC, cộng hưởng ở Noria anh em nhá. Đây, một món đồ chính thì bên trái, một món đồ phụ bên phải và cộng hưởng thôi. Ui. Ngon, lên ba ốp sừng rồi anh em này. 10 27 anh em nha, cái này vẫn giữ nguyên 10%. Tuyệt vời anh em ạ, cực kỳ tuyệt vời luôn. Quá siêu luôn anh em ơi, may mắn đấy. Quả đó là may mắn anh em nha. Quả đó là may mắn, ba ốp sừng rồi anh em ạ. 10 27, không còn gì để nói nữa rồi. Cực kỳ may mắn. Tiếp theo nào. Ấy nó long 10% đi, 10% đi, 20 cấp độ nhục rồi. Còn cái búp 4 4 búp 380. Đây em chiêm ngưỡng lại này. Đó. Ma có cần trận thiên tử mà mắc minh luôn. 199 k coin. Tiếp theo nào, chàng đen đen. Ui, quần báo điện vứt đi rồi. Quần báo điện là vứt đi rồi. Phản hồi tấn công. Cứ nghe thấy quần báo điện là vứt đi, né né là tí coi. Ra khỏi vòng gọi là bộ. Ra khỏi phòng vắp luật. Ném vào mượn rồng ạ. Ui rồi ôi, quyền trượng Thái Dương 12, 20, 12. Ui, 17 luôn anh em đẹp. Cái này siêu tầm anh em nha, rất là đẹp. Cái cực kỳ đẹp luôn. Mặc nó đẹp thôi. Đây mình sẽ cộng thử lên cộng 9 xem được không anh em nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này, 8 này, 9 luôn, đẹp chưa? Nhìn nó hoành tráng chưa? Hàng này là hàng siêu tầm rồi anh em nhá. Đam thì nó cũng thực sự là không mạnh lắm, vừa vừa phải. Đấy, ok chưa? Nhìn đẹp ngay anh em nhá. Hoành tráng ngay, hoành tráng ngay. Tiếp theo nào. Quyền trượng này phải cất cho kỹ không mất đấy. Thì hôm sau mình sẽ up vũ khí cấp 2 bằng cái quyền trượng này. Nếu mà có mảnh búa, mảnh nguyên liệu đấy. Thái Dương. Áo quyền năng anh em ạ, đang thiếu cái áo quyền năng 4 5 4 5 4 5 4 HP cũng được. 4 HP là xài tạm anh em nhá. Nếu nó có hơn không? Hơn không có gì. Úi, vũ tượng hoàng 20 anh em tin tới đi, 20 là 10% anh em ạ. Vũ tượng hoàng 10%. Thế tổng cộng ngày hôm nay thì mình ném được bấy nhiêu món đồ đây anh em. Cũng mốc nạp đấy. Đấy. Cho anh em xem lại một lần cuối và cộng hưởng thêm được một cái quyền trượng mắc binh anh em nhá. Đây gọi là mắc binh. Không cần 20 cấp độ đâu anh em, nên dùng cái gia tăng tốc độ cộng 7. Cộng 7 chuẩn luôn đấy. Quá ngon rồi, đúng không? Có nên đầu tư thêm cái búp này không ta? Hộp GM đi. Đầu tư thêm một búp nữa xem có vớt vát được gì không, gia viên hoàn hảo cũng được nhỉ. Nhặt 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 nhặt. Úi cấp độ kìa,
Chỗ này đập vào đâu cả ta? Để dành để đi thế là hỏa bốn anh nhá, này được 3 viên. Nghiện nghiện anh em muốn đập hết lắm anh, nhưng mà thôi để dành anh nhé, để dành hôm nào nhiều nhiều quý coin ném tầm khoảng 20 búp một phát luôn cho nó hoành tráng. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Anh em xem video ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.